đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể đi tù. Một cựu giáo viên tại Thanh Hóa thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân. Do đó, người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi bị phạt, người này lại tiếp tục đăng nhiều thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, cựu giáo viên này đã bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và còn rất nhiều vụ việc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội khác đã bị xử lý. Vậy theo quy định của pháp luật thì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội bị xử lý thế nào? Luật an ninh mạng nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Theo đó, tùy theo tính chất mức độ cụ thể của hành vi mà người đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể như sau. Về hành chính, có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về hình sự, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội sau đây: tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù; tội vu khống với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù; tội làm nhục người khác với mức hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù; tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù, hoặc các tội khác theo kết luận của cơ quan chức năng. Như vậy có thể thấy, hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì bị phạt tù. Và trên thực tế đã có rất nhiều vụ việc bị xử lý. Do đó, hãy sử dụng mạng xã hội đúng pháp luật nha.